Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện được ban hành đồng bộ. Nhiều chương trình, phong trào, mô hình, điển hình được xây dựng, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, giải quyết, xử lý nhiều nội dung đột phá, tạo chuyển biến tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phát biểu chỉ đạo và tổng kết hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề. Trước hết, về quan điểm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục xác định rõ việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thực hiện chỉ thị 05 không chỉ là trách nhiệm, là tình cảm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, của quê hương đối với người, mà đó còn là động lực để xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá, đáp lại lòng mong mỏi của Bắc Hồ, của Trung ương và nhân dân trong ngoài tỉnh. Về nội dung, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phải soi chiếu vào thực tiễn của địa phương, đơn vị, ngành mình, lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề khó nhất, nổi cộm nhất, tồn đọng lâu ngày của địa phương, đơn vị, của ngành để giải quyết rốt ráo, dứt điểm, hiệu quả, coi đó là khâu đột phá trong thực hiện chỉ thị 05. Trong quá trình thực hiện chỉ thị, cần kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó xây là cơ bản chiến lược, chống là quan trọng cấp bách. Về phương pháp tổ chức thực hiện, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh phải kết hợp hài hòa giữa luật pháp và đạo đức nhân văn, giữa pháp trị và đức trị trong triển khai học tập và làm theo Bác. Thưa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh, đồn biên phòng Môn Sơn, huyện Con Cuông đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Dịp này, 28 tập thể và 31 cá nhân cũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Ban tổ chức đã phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.